Hatato tiến hành giao hàng lắp ráp chiếc giường S618 size 70 kèm đệm bông ép cho chị khách hàng tại số 25 đường Phan Đình Phùng. Chị khách hàng tại ngõ 25 đường Phan Đình Phùng đã liên hệ với Hatato nhờ hãng tư vấn và lắp đặt chiếc giường S618 với chiều rộng là 70cm, chiều dài 2m đi kèm với đệm bông ép. Thì Hatato đã tiến hành giao hàng và lắp đặt cho chị. Ở không gian phòng ngủ nhà chị thì cũng đã được trang bị chiếc giường rộng 1m8, dài 2m. Tuy nhiên thì do em bé nhà chị nằm thì cũng khá là chật, vì thế chị đã quyết định sắm chiếc giường ghép cho bé S618 với chiều rộng 70cm và chiều dài 2m đi kèm với cái đệm bông ép. Sau khi lắp đặt hoàn thiện chiếc giường S618 thì chiếc giường thì khá phù hợp với không gian như dự tính ban đầu của chị. Chiều cao của giường và đệm nhà chị là khoảng 45cm, rất phù hợp với chiếc giường và đệm S618, vì thế cũng không phải lắp thêm chân hoặc cắt bỏ chân. Nhà mình ai có nhu cầu cần tìm hiểu thêm về sản phẩm thì liên hệ ngay với Hatato để hãng tư vấn.